chào các bạn Thầy Việt rất vui khi được gặp các bạn trong buổi tư vấn ngày hôm nay Thì như các bạn đã biết chúng ta chuẩn bị bước vào cái kỳ thi giữa kỳ đúng không ạ Thì cái kỳ thi giữa kỳ lần này nó là cái kỳ thi duy nhất để các bạn có thể kiếm được điểm hệ số 2 Tuy là chúng ta có thể thi ít đi đúng không Nhưng mà cái cơ hội kiếm điểm của chúng ta lần này nó lại chỉ có một thôi Và cái điểm hệ số 2 thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái điểm cuối học kỳ của chúng ta tương đối là nhiều Vậy thì trong buổi tư vấn ngày hôm nay Thầy sẽ cùng các bạn đi xem lại các cái điều các bạn cần chú ý về môn toán lớp 9 trong nửa học kỳ đầu tiên. Bây giờ về kiến thức trọng tâm thì ở môn toán lớp 9 đối với kiến thức trọng tâm thì các bạn sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đó chính là đại số đúng không ạ? Và phần thứ hai chính là hình học. Vậy ở phần đại số thì các bạn sẽ cần chú ý những điều gì? Vậy thầy sẽ viết ra những cái mà các bạn cần nhớ ở trong phần đại số nhé. Về đại số này thì ở nửa học kỳ đầu của lớp 9 thì các bạn chỉ tập trung một cái đó chính là căn bậc 2 và căn bậc 3 đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái nội dung lớn đó chính là căn bậc 2 và căn bậc 3. Đấy chưa ạ? Và cái kiến thức về căn bậc 2 và căn bậc 3 là một cái kiến thức gọi là tối thiểu ở chương trình lớp 9 bắt buộc các bạn phải nắm được đúng không ạ? vì kể cả các kỳ thi học kỳ hay là các cái kỳ thi vào 10 ở các tỉnh thành phố thì chắc chắn không thể nào thoát được cái căn bậc 2 và căn bậc 3 rồi. Và đây cũng là cái phần tương đối là dễ để cho các bạn kiếm điểm. Thế nên cái bước đầu tiên ấy đối với phần này thì các bạn phải nắm được vững cho thầy các cái định nghĩa là một đúng không? Và các cái công thức liên quan đến căn bậc 2 và căn bậc 3. Sau khi các bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản rồi thì bắt đầu chúng ta mới đi đến các cái phần bài tập Vậy thì ở đây thầy sẽ liệt kê một số dạng bài tập mà các bạn sẽ hay gặp về căn bậc 2 và căn bậc 3 Thì cái dạng bài tập đầu tiên mà chúng ta hay gặp đó chính là cái dạng bài tập về thực hiện phép tính Đúng không ạ? Chưa? Về thực hiện phép tính đúng không ạ Ví dụ bài toán cho các bạn một cái biểu thức liên quan về căn bậc 2 hoặc là căn bậc 3 đúng không yêu cầu các bạn tính ra hay là các bạn rút gọn biểu thức đó đi xem được kết quả là bao nhiêu thì thầy sẽ gọi chung cái dạng toán đó là cái việc mà chúng ta phải đi thực hiện một cái phép tính nào đó đúng không ạ thì cái dạng thực hiện phép tính này thì là những cái bài tập thường sẽ là những cái bài tập đầu của cái đề kiểm tra của các bạn và những cái bài tập này mức độ sẽ tương đối là dễ chịu đúng không ạ là nó dễ để cho các bạn đủ để các bạn kiếm được những cái điểm đầu tiên thế nên là khi làm dạng toán này thì thứ nhất là các bạn phải làm tỉ mỉ là một các bạn không được viết tắt. Đấy là cái điều đầu tiên. Thứ hai, đó là cái việc tính toán của các bạn phải vô cùng chính chính xác được chưa ạ? Thì khi các bạn làm hai điều đó thì chắc chắn các bạn sẽ xử lý được cái bài toán thực hiện phép tính này và các bạn giành được tối đa điểm. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta nên dùng máy tính để chúng ta kiểm tra lại kết, kết quả được chưa ạ? Còn nếu mà trong một số trường thì đề thi có cả phần trắc nghiệm thì các bạn cũng sẽ gặp một vài câu liên quan đến phần này đúng không? Thì các bạn có thể sử dụng máy tính để các bạn tính toán, các bạn kiểm tra kết quả thì đấy là cái việc mà các bạn nên làm sau khi các bạn làm xong những câu này, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta cũng có một dạng bài nữa mà các bạn cực kỳ hay gặp tiếp, đó chính là dạng bài tập về tìm x, đúng không ạ? Thực ra cái dạng bài tập tìm x này thì chúng ta đã gặp rất nhiều kể từ khi các bạn học cấp 1 đúng không ạ? Lên cấp 2 chúng ta vẫn tiếp tục tiếp cận với nó. Thì cái dạng bài tập tìm x này này các bạn hãy lưu ý giúp thầy là sẽ có những cái bài toán có chứa căn Thì chúng ta sẽ có những cái biểu thức chứa căn bậc 2 Đúng không ạ? Thì nếu mà trong những cái biểu thức chứa căn bậc 2 đó Thì thứ nhất là khi tìm x các bạn nhớ phải giải nhiều điều kiện Tại vì chúng ta sẽ có chứa rất nhiều các biểu thức chứa căn bậc 2 ở trong đó Thế nên cái việc đầu tiên nhớ là chúng ta phải có điều điều kiện Đúng không ạ? Và cái kỹ năng giải cái bài toán tìm x Thì nó là một cái kỹ năng mà các bạn sẽ làm phải là tương đối thành thành thạo đúng không? thì trong cái khóa học của thầy và một số thầy cô học mãi thì cũng đã nhấn mạnh đến dạng bài tìm x rồi có một số cái dạng cụ thể liên quan đến tìm x thì các bạn có thể tìm và các bạn xem lại đúng không ạ thì các bạn nhớ là sau khi các bạn tìm x xong thì các bạn nhớ là phải so sánh với cái điều kiện lúc nãy chúng ta đã tìm là một này và thứ hai là các bạn có thể dùng máy tính các bạn kiểm tra lại các bạn thấy x vào đề bài để xem có thỏa mãn được cái đề bài không nếu mà không thỏa mãn thì chứng tỏ cái việc các bạn tìm x hiện tại là chưa ổn được chưa ạ Tiếp theo có một cái dạng bài nữa mà thầy cũng nhấn mạnh với các bạn đó chính là cái dạng bài về so sánh, đúng không ạ? So sánh. Ví dụ đề bài của chúng ta có một cái biểu thức nào đó hay là một cái căn bậc 2 hay căn bậc 3 nào đó đúng không? Yêu cầu của bài toán sẽ là so sánh xem thằng nào lớn hơn, thằng nào nhỏ hơn đấy ạ. Thì các bạn cũng phải lưu ý đến dạng toán này, đúng không? Thì cái dạng bài so sánh này cũng trong các cái đề thi học kỳ hay là cái đề thi giữa kỳ ấy thì thông thường nó sẽ ở cái mức độ vừa phải thôi, cũng không đến nỗi là quá khó, trừ khi nó nằm ở cái câu cuối cùng, đúng không? cái câu 0.5 điểm ấy thì thường nó sẽ là câu khó. Chứ còn nếu ở lưng chừng thì thực ra những bài tập về so sánh căn bậc 2 căn bậc 3 thì cũng sẽ không đến nỗi là quá khó. Thì các bạn chỉ lưu ý một số cái kiến thức cơ bản khi mà so sánh căn bậc 2 căn bậc 3 trong sách giáo khoa là các bạn có thể đủ để các bạn xử lý được dạng bài tập này, được chưa ạ? Tiếp theo là cái dạng bài tập trọng tâm và cái dạng bài tập này tương đối chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi. Đó chính là cái dạng bài tập đó là rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2. Thì cái dạng bài tập rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 này thông thường thì cái biểu thức của các bạn nó sẽ có chứa biến đúng không ạ? Thông thường là biến x đúng không? Và bài toán sẽ yêu cầu các bạn rút gọn nhưng cái việc rút gọn thì thực ra thầy nghĩ là nó cũng sẽ không khó với đại đa số các bạn học sinh Nhưng có một vấn đề ở chỗ đó là những bài tập này sẽ thường kèm theo các câu hỏi phụ đúng không ạ? Các câu hỏi phụ thì cái dạng câu hỏi phụ nó sẽ tương đối là đa dạng đúng không? Có thể là sẽ liên quan đến việc giải phương trình, giải bớt phương trình này Có thể liên quan đến tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất này Có thể liên quan đến việc so sánh biểu thức của các bạn với một số nào đó vân 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 đúng không ạ? Thì cái dạng bài tập này các bạn phải lưu ý các bạn làm phải tương đối là nhuẩn nhuyễn Thứ nhất là cái việc rút gọn của các bạn nó phải chuẩn, được chưa ạ? Thứ hai, sau đó thì các bạn phải nắm vững các cái dạng bài tập mà chúng ta đã đề cập liên quan đến các câu hỏi phụ, thông thường thì nó sẽ nằm ở ý C là ý cuối cùng, được chưa các bạn? Vậy thì ở đây thầy đã liệt kê xong cho các bạn bốn cái dạng bài tập mà các bạn sẽ thường gặp ở trong cái phần căn bậc 2, căn bậc 3 và nó cũng là cái nội dung trọng tâm của phần đại số chúng ta thi trong cái kỳ thi giữa kỳ lần này, được chưa ạ? Tiếp theo thì thầy sẽ chuyển sang cái phần hình học đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về hình học. Được chưa ạ? Về hình học các bạn sẽ có hai cái bài mà các bạn cần lưu ý. Đó là về cái bài về hệ thức giữa cạnh và đường cao ở trong tam giác vuông là một đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có hai nội dung, các bạn sẽ có nội dung đó là hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Được chưa? Và đây là một cái nội dung sẽ là thầy có thể coi là trọng tâm đúng không ạ? Của cái bài thi giữa kỳ học kỳ 1 này. Thì cái bài toán lớn của các bạn ấy nó sẽ nằm chủ yếu về phần này, đúng không ạ? thì để làm tốt những cái bài tập liên quan đến hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông thì các bạn phải thuộc các cái công thức mà sách giáo khoa đã liệt kê ra đúng không ạ? Các công thức liên quan giữa cạnh và đường cao là một cái cực kỳ quan trọng, không chỉ ở giữa học kỳ 1 này mà còn về sau này các bạn làm các bài tập liên quan đến chứng minh hay là tính toán thì chúng ta cũng sẽ sử dụng lại các cái hệ thức giữa cạnh và đường cao ở trong tam giác vuông được chưa? Thế nên để làm tốt thì cái việc đầu tiên nhớ là các bạn phải thuộc các công thức đã, được chưa? Sau đó thì bắt đầu mới đi đến việc là chúng ta triển khai bài toán như thế nào thì đấy nó cũng sẽ là tùy vào thuộc vào cái kinh nghiệm và cái cách xử lý của mỗi bạn. Tiếp theo có một cái phần nữa trong cái hình học mà các bạn cần lưu ý đó là tỷ số lượng giác của góc góc nhọn đúng không ạ? Chúng ta có một nội dung nữa đó là tỷ số lượng giác của góc nhọn. tỉ số lượng giác của góc nhọn. Về cái tỉ số lượng giác góc nhọn này thì các bạn thấy là các bắt buộc các bạn cũng phải thuộc bốn tỉ số lượng giác đúng không ạ? Đó là sin, cos, tan và cốt Cách tính của nó như thế nào đúng không? Sau đó thì trong các đề thi thì thông thường cái phần này sẽ có một cái bài toán thực tế liên quan đến nó hoặc là một cái bài toán nào đó cho các bạn đi tìm một cái yếu tố còn thiếu Ví dụ như là yếu tố về độ dài cạnh hoặc là độ lớn của góc Được chưa các bạn? Thì thực ra cái bài về tỷ số lượng giác của góc nhọn này Nếu mà trong đề thi giữa kỳ ở các trường Thì gần như là mức độ của nó cũng không đến nỗi là quá khó Mức độ thì tương đối là dễ thôi Đúng không? Chỉ nghĩa là các bạn chỉ cần vận dụng đúng các tỷ số lượng giác Để các bạn tính cạnh và tính góc là ok rồi Vậy thì về phần hình học thì sẽ có hai nội dung chính Thì các bạn lưu ý hai nội dung này giúp thầy Ngoài ra, ngoài các nội dung này ra ấy, thì các bạn thấy là trong phần hình sẽ có những cái bài cuối cùng là bài số 5 là những cái bài thường sẽ là những cái bài tương đối là mức độ cao thì có thể về cái cái mô hình chung của nó thì cũng sẽ rất là khó để xác định là chính xác là sẽ là dạng nào đúng không thì thông thường có một số bài toán liên quan đến giải mắc min đúng không ạ tìm mắc min của một biểu thức nào đó chẳng hạn hay là sẽ đi giải một cái phương trình nghiệm nguyên nào đó thì đấy cũng là một số cái dạng bài tập tương đối là khó thì thầy cũng sẽ không đề cập nó quá sâu mà chủ yếu thầy đề cập đến hai phần chính thôi, được chưa các bạn. Vậy thì các bạn thấy là tất cả thì chúng ta sẽ có ba nội dung chính đúng không ạ? Qua cái nội dung về đại số thì sẽ tương đối chiếm là nhiều điểm đúng không? Thông thường thì nó sẽ là khoảng 70 30, có nghĩa là đại chiếm 70%, còn hình chiếm 30%. Thì các bạn có thể lưu ý như vậy. Và một số trường thì cũng sẽ có thể là chúng ta sẽ có thêm cả phần trắc nghiệm nữa. Thì các bạn cũng cẩn thận khi mà các bạn làm trắc nghiệm đúng không ạ? Vậy bây giờ thì có thể là thầy sẽ kết thúc cái phần kiến thức trọng tâm tại đây Thì các bạn cũng đã nắm được sơ qua về những gì các bạn cần lưu ý rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một cái đề thi mà thầy làm Để chúng ta cùng nhau chữa và chúng ta sẽ trải nghiệm một cái đề thi giữa kỳ Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề thi giữa kỳ Và bây giờ thầy có bài số 1 Bài số 1 của thầy hai điểm, đó là một bài tập như sau Yêu cầu là thực hiện phép tính, đúng không ạ? Và đây chúng ta có bốn phép tính bây giờ thì chúng ta cùng nhau thực hiện phép tính đầu tiên đó là phép tính A đúng không ạ? Đối với phép tính A thì các bạn sẽ có là gì? Chúng ta có này căn 12 nhá cộng với 4 căn 3 đúng không ạ? Và trừ đi 3 trên căn 3. Được chưa ạ? Thì để thực hiện phép tính này thì các bạn lưu ý là chúng ta phải quan sát từng hạng tử một đúng không? Ở đây chúng ta có căn 12 thì đối với căn 12 các bạn có thể viết nó thành là 4 x 3 ở phía trong là số 12 không ạ? Thì viết thành 4 x 3. Thì các bạn thấy là khi đó chúng ta có thể thực hiện một công việc đó là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Tại vì ở đó có cái số 4 thì nó chính là 2 mũ 2. Thế nên ở đây thầy viết rất từ từ này. Thầy đã viết căn 12 thành là 4 x 3 đúng không ạ? Tiếp theo cái 4 căn 3 thầy nghĩ là không xử lý được nữa thì chúng ta để để nguyên đúng không? Chúng ta để nguyên là 4 căn 3 Thế còn 3 chia cho căn 3 3 chia căn 3 thì các bạn nhớ là số 3 tôi có thể viết thành là căn 3 tất cả bình bình phương đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là căn 3 tất cả bình phương trên căn 3 Vậy lúc này các bạn sẽ có tiếp tục là gì? Cái số 4 này chúng ta viết thành 2 mũ 2 mũ 2 đúng không ạ? Vậy ở đây thì các bạn sẽ có tiếp là chúng ta sẽ có là căn của 2 mũ 2 nhân 3 đúng không? Tiếp theo là cộng với 4 căn 3 Tiếp theo này Căn 3 tất cả bình chia đôi căn 3 thì thầy sẽ có là trừ căn 3. Được chưa ạ? Vậy bây giờ thầy thực hiện một công việc tiếp theo đó là thầy sẽ đưa cái thừa số ra ngoài dấu căn. Thế thì có thằng này sẽ thành là 2 nhân với căn căn 3 cộng với 4 căn 3 và trừ đi căn 3. Được chưa các bạn? Bây giờ các bạn thấy là chúng ta có căn 3 là chung, chúng ta có thể đặt nhân tử chung ra, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có nó thành là căn 3 này nhân với 2 cộng 4 và trừ đi 1 Vậy cuối cùng thì các bạn sẽ còn kết quả là bao nhiêu Chỗ này chúng ta sẽ có là 5 đúng không ạ Vậy chúng ta sẽ có kết quả là 5 căn căn 3 Và đây là kết quả cuối cùng Được chưa các bạn Vậy thực ra thì câu đầu tiên là một câu rất dễ Nhưng mà thầy viết rất là rõ ràng và chậm đúng không Để cho mọi người có thể nhìn thấy được Cách mà thầy đã xử lý cái câu A này như thế nào Thế thì khi mà đi thi Tất nhiên là các bạn có thể các bạn không cần phải viết quá chi tiết như thế này Nhưng mà hãy cố gắng là các bạn viết thật cẩn thận và thật đầy đủ thì người chấm bài sẽ dễ theo dõi và dễ cho điểm các bạn hơn được chưa ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu câu B. Bây giờ câu B của thầy nhá, tiếp tục này. Câu B của thầy đó là căn của 4 trừ 2 căn 3. Đúng chứ và cộng với căn của 4 cộng 2 căn 3. Đây là một dạng bài tập mà các bạn sẽ rất hay gặp ở trong những cái bài toán có chứa căn đúng không ạ thì đối với dạng này nếu mà các bạn đã học cái phần chứa căn rồi thì các bạn biết là chúng ta sẽ thường phải đưa cái biểu thức trong căn về dạng bình phương bằng cách là chúng ta sử dụng hàm đẳng thức nhưng mà muốn dùng được hàm đẳng thức thì các bạn lại phải tách cái biểu thức ở bên trong này ra đúng không ạ vậy chúng ta tách biểu thức bên trong ra như thế nào thì các bạn thấy này ở đây chúng ta có căn đúng không ạ và ở đây cái âm hai căn ba sẽ đưa cho các bạn về gợi ý cách tách thì cái âm hai căn ba chúng ta sẽ đưa thành là 2 này nhân với căn 3 và nhân với 1 đúng không ạ? Và các bạn thấy này, cái căn 3 thì đóng vai trò là A ở trong hàng đẳng thức đúng không ạ? Còn số 1 đóng vai trò là B. Thế nên ở đây thầy sẽ thêm vào đây là A bình đúng không ạ? Còn ở đây thầy thêm vào là B, B bình đúng chưa ạ? Và các bạn thấy là chúng ta có là căn 3 tất cả bình là 3 cộng với 1 thì bảo đảm ra 4. Vậy là cái cách tách của thầy là ok rồi đúng không? Tương tự ở bên này thì các bạn thấy là hai thằng này không có gì thay đổi với nhau mà chỉ khác nhau dấu cộng và dấu trừ thế nên cách tách của thầy vẫn tương tự như vậy thầy cũng sẽ tách nó thành là bao nhiêu sẽ thành là căn 3 tất cả bình này đúng không ạ cộng với hai căn 3 và cộng với một bình được chưa các bạn vậy lúc này các bạn thấy là ở trong căn thì nó trở thành hàng đẳng hàng đẳng thức đúng không ạ vậy các bạn sẽ có nó thành là căn của căn 3 trừ một tất cả bình và chúng ta sẽ cộng tiếp với bao nhiêu cộng tiếp với căn của căn 3 cộng 1 tất cả bình. Và các bạn nhớ là gì nhỉ? Chúng ta có căn của A bình thì bằng trị tuyệt đối của A. Vậy tôi sẽ có đây là trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1 cộng với trị tuyệt đối của căn 3 cộng 1. Nhưng các bạn thấy một điều như sau này. Đó là tôi có căn 3 trừ 1 thì luôn lớn hơn không. Đúng không ạ? Vậy dẫn đến việc đó là trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1 thì sẽ chính bằng căn 3 trừ 1. Vậy ở đây thầy sẽ có là căn 3 trừ 1 cộng với căn 3 cộng 1 đúng không? Thầy cũng phá chỉ đối đây tương tự tại chúng ta có là vì đó là căn 3 trừ 1 lớn hơn 0 đúng không ạ? Và căn 3 cộng 1 thì cũng lớn hơn 0. Vậy từ đó thì các bạn sẽ có kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng là 2 căn 3 được chưa ạ? Rồi, ok. Vậy là thầy đã hoàn thành xong hai câu đầu tiên và các bạn thấy là hai câu đầu tiên thì cũng khá đơn giản đúng không ạ? Thì thực ra thì các câu trong cái bài tập đầu về thực hiện phép tính thì sẽ không khó. Nên các bạn chủ yếu là các bạn sẽ làm thật cẩn thận là được đúng không? Và các bạn có thể dùng máy tính các bạn bấm lại để các bạn kiểm tra lại kết kết quả được chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với hai câu C và D. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu C. Câu C của thầy đó là căn 10 này cộng với căn 15 trên căn 8 cộng căn 12 và trừ đi căn 5 trên 2. Thì các bạn thấy ở đây là chúng ta có hai phân số đúng không ạ? Thì về mặt mô hình chung các bạn có thể nghĩ đến việc chúng ta đem quy quy đồng đúng không? Nhưng nếu mà quy đồng thì các bạn thấy là cái mẫu chung tương đối là to đúng không? Và việc quy đồng nó sẽ gây cho các bạn vất vả cái việc là chúng ta rút gọn nó như thế nào. Thế nên ở đây các bạn không nên quy đồng ngay mà các bạn xem một trong hai phân số này thì phân số nào rút gọn được. Thì ở đây các bạn thấy là cái căn 5 trên 2 này chúng ta không thể rút gọn được nữa đúng không ạ? Thế nên chúng ta giữ nguyên nó. Thế còn cái phân số đầu tiên thì khả năng là chúng ta rút gọn được đúng không ạ chúng ta có thể rút gọn bằng cách là chúng ta cố gắng ở trên tử chúng ta đặt nhân tử chung và ở dưới mẫu chúng ta cũng đặt nhân tử chung và chúng ta hy vọng rằng là sẽ rút gọn được đúng không vậy bây giờ sẽ thử theo hướng đó còn nếu không được nữa thì bắt buộc là lúc đó tôi mới nghĩ đến việc là tôi quy quy đồng đúng không ạ vậy bây giờ thầy thử nhá chúng ta thấy là gì chúng ta thấy căn 10 thì thầy có thể viết nó thành là 2 nhân 5 đúng không ạ và cái 15 này cũng vậy cái 15 này tôi có thể nghĩ đến việc viết thành 3 x 5 Đúng chưa ạ? Tiếp theo này Cái căn 8 Căn của 8 thì bên trong có số 8 đúng không? Số 8 thì tôi có thể viết thành là 2 x 4 đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là căn của 2 x 4 Đúng chưa? Còn thằng này thì chúng ta có thể viết nó thành bao nhiêu? Nó thành là căn của uh, 3 x 4 Đúng chưa ạ? Rồi Trừ đi căn 5 trên 2 Đấy chưa các bạn? Bây giờ các bạn tiếp tục này, chúng ta có căn 2 nhân căn 5. Xin lỗi các bạn là căn của 2 nhân 5 thì chúng ta sẽ viết nó thành là căn 2 nhân căn 5, đúng không? Thì chúng ta viết thằng này thành là căn 2 nhân căn 5. Đúng không ạ? Cộng với căn 3 nhân căn 5. Đúng không? Trên này đó là căn 2 nhân căn 4 và căn 4 này thì thầy viết luôn là 2, đúng không ạ? Và tương tự ở đây cũng thế, chúng ta sẽ có là căn 3 nhân căn 4 thì căn 4 viết luôn là 2 và trừ đi căn 5 trên trên 2 đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn thấy này, ở trên tử chúng ta có căn 5 chung, chúng ta đặt căn 5 làm nhân tử chung. Vậy các bạn sẽ có kết quả là bao nhiêu? Căn 5 này nhân với căn 2 cộng căn 3. Dưới mẫu các bạn có nhìn thấy đây, chúng ta có 2, chúng ta đặt nhân tử chung. Vậy chúng ta sẽ còn là 2 này nhân với căn 2 cộng căn 3. Đúng không ạ? Và trừ đi căn 5 trên 2. Và các bạn thấy này, căn 2 cộng căn 3 chúng ta rút gọn được hết đúng không ạ? Vậy chúng ta chỉ còn lại cuối cùng đó là căn 5 trên 2 và trừ đi căn 5 trên 2 nữa. Và các bạn sẽ có kết quả là bằng bằng 0, được chưa ạ? Vậy là thầy đã xử lý xong câu C, đúng không? Thì các bạn thấy là chúng ta nên ưu tiên cái cách làm nào mà nó dễ xử lý nhất, đúng không? Nhiều bạn thì các bạn sẽ quy đồng ngay, nhưng cái việc quy đồng ngay nó sẽ tương đối là khó, đúng không ạ? Mà chúng ta phải xem xét kỹ Chúng ta xem có thể rút gọn được không Thì chúng ta rút gọn trước Sau khi rút gọn xong rồi Thì chúng ta có thể nghĩ đến việc là chúng ta quy đồng sau Đúng không? Còn nếu mà chúng ta nhìn mà không rút gọn được nữa Thì chúng ta mới nghĩ đến là chúng ta sẽ phải quy đồng Đấy Thế nên là các bạn nên làm những cái việc gọi là Chúng ta nhìn tinh tế một chút thì lúc đó chúng ta xử lý công việc nó dễ hơn Hơn là chúng ta mới nhìn phát chúng ta lao và chúng ta làm ngay Thì cái việc đó nó sẽ tương đối là vất vả của chúng ta trong quá trình chúng ta thực hiện công việc Đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ thử tiếp với câu D. Bây giờ câu D của thầy như sau này, đó là thầy cũng có một dạng tương tự như vậy, đó là xuất hiện một phân số là 1 trên căn 3 cộng căn 2. Đúng không ạ? Trừ đi căn 3 cộng với 2 căn 2. Được chưa các bạn? Và ở đây đối với câu D thì các bạn thấy là chúng ta cũng có xuất hiện phân số đúng không ạ? Và khi xuất hiện phân số thì cái việc đầu tiên nghĩ đến ấy, đừng quy đồng vội mà các bạn xem xem chúng ta có rút gọn được hay không đúng không ạ thì ở đây này cái căn 3 với hai căn 2 chúng ta không xử lý chúng ta có để nguyên đấy đúng không ạ tại vì ra cũng chả có cách nào để chúng ta xử lý những cái đấy cả nhưng cái một trên căn 3 cộng căn 2 ấy rút gọn thì không rút gọn được nhưng các bạn hãy nhớ đến một cái đó chính là trục căn thức ở mẫu thì cái việc trục căn thức ở mẫu nó làm cho cái mẫu của các bạn nó đơn giản đi nó không còn có chứa căn nữa thế nên ở đây thầy sẽ nghĩ đến việc là thầy trục căn thức cái thằng một trên căn 3 cộng căn 2 này đi đúng không ạ? Vậy trục căn thức chúng ta làm thế nào? Thì các bạn thấy là cái mẫu này nó là căn 3 cộng căn 2 thì tôi sẽ nhân cả tử cả mẫu với căn 3 trừ căn 2. Đó là quy tắc để chúng ta chụp căn thức ở mẫu đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ có là căn 3 trừ căn 2 trên căn 3 cộng căn 2 nhân với căn 3 trừ căn 2. Đúng không ạ? Và tiếp theo đó là chúng ta trừ đi căn 3 cộng với 2 căn 2. Được chưa ạ? Bây giờ thì các bạn thấy này, cái tử này không xử lý được nữa thì chúng ta cứ để nguyên đấy. Thế còn cái mẫu này nó chính là hằng đẳng thức số 3 đúng không ạ? Nó thành là a cộng b nhân a trừ b thì nó thành là a bình trừ b bình. Vậy chúng ta sẽ có ở đây nó sẽ là căn 3 tất cả bình. Đúng không ạ? Trừ đi căn 2 tất cả bình. Và chúng ta trừ đi căn 3 và chúng ta cộng với hai căn 2. Đó. Vậy tiếp tục nhá. Mẫu thì thầy xin lỗi các bạn là tử thì thầy vẫn giữ giữ nguyên đúng không ạ? Tử vẫn giữ nguyên. Đó là căn 3 trừ căn 2. Thế còn ở phần mẫu thì các bạn thấy nó sẽ thành là bao nhiêu? Nó thành là 3 căn 3 tất cả bình là 3 đúng không ạ? Trừ đi 2 thì kết quả là còn 1. Và chúng ta sẽ còn là căn 3 trừ căn 2 trên 1 đúng không ạ? Trừ đi căn 3 và cộng 2 căn 2. Đó. Vậy lúc này nhá, cái căn 3 trừ căn 2 chia 1 thì nó còn là căn 3 trừ căn 2 thôi. Vậy chúng ta có là căn 3 trừ căn 2 trừ đi căn 3 rồi cộng với 2 căn 2. Được chưa các bạn? Vậy các bạn thấy là căn 3 trừ căn 3 thì hết đúng không ạ? Chúng ta còn 2 căn 2 trừ đi căn 2 thì các bạn thấy là 2 căn 2 trừ đi căn 2 thì chúng ta còn 1 căn 2 thôi hay chúng ta sẽ còn là căn 2 đúng không ạ? Ok chưa ạ? Rồi, ok. Vậy là thầy cũng đã hoàn thành xong câu câu D, được chưa các bạn? Vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong toàn bộ bài tập số 1 đúng không? Về bài tập số 1 thì các bạn thấy thực ra là nó cũng không có gì là quá khó Tuy nhiên nó đòi hỏi ở các câu BCD một sự quan sát trước khi các bạn làm bài, đúng ạ Vậy các bạn phải quan sát nếu mà trong đề bài các bạn gặp các cái phân số mà có chứa căn Các bạn phải dừng lại một chút, đúng không? Các bạn xem xem là chúng ta có thể đặt được nhân tử chung hay không Hay chúng ta có thể chụp căn thức ở mẫu không Để cho cái phân số các bạn nó đơn giản đi Sau khi nó đơn giản đi rồi thì chúng ta mới làm những bước tiếp đó là chúng ta quy quy đồng đúng không ạ? Thế nên thầy cũng có một cái gọi là đó là một cái lưu ý cho các bạn khi các bạn làm những bài tập như bài tập số 1 thì các bạn phải nhớ cái điều đó đúng không? Và ngoài ra có một câu như câu B, nếu các bạn gặp một cái căn ấy mà nó chứa cái phần bên trong tương đối rắc rối như này thì hãy nhớ là chúng ta thường là sẽ đưa cái phần bên trong căn về hàng đẳng, hàng đẳng thức đúng không? Đưa nó về dạng bình phương ấy, được chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 2 Đó là tìm x Bây giờ thì chúng ta sẽ có câu A như sau Đó là các bạn có căn của x 2 này Cộng với căn của 4x 8 Và cộng với căn của 9x 18 Thì bằng 36 đúng không ạ Vậy bây giờ thì thầy sẽ viết lại đề bài sang bên này Chúng ta có là căn của x 2 nhé Cộng với căn của 4x 8 Và cộng với căn của 9x 18 Thì bằng 36 Vậy các bạn thấy ở đây này, đó là chúng ta ở vế trái chúng ta có ba cái căn đúng không ạ? Thế nên đối với những bài tập tìm x thì thầy đã nhấn mạnh rồi, đó là các bạn phải tìm cái điều kiện đúng không? Tại vì ở đây chúng ta có ba căn thì nên các bạn phải tìm điều kiện để các biểu thức bên dưới đều lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có là điều kiện. Thì các bạn sẽ có là gì? Các bạn sẽ có này, đó là x 2 phải lớn hơn hoặc bằng bằng 0, đúng không ạ? Tiếp theo là 4x 8 phải lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Và tiếp theo chúng ta có là 9x 18 phải lớn hoặc bằng 0 đúng không ạ? Thì lúc đó các căn của các bạn nó sẽ có có nghĩa đúng không? Vậy khi đó thì chúng ta sẽ có là gì? Các bạn thấy là chúng ta sẽ có x lớn hoặc bằng 2 đúng không ạ? Bên dưới này cũng vậy, cũng là x lớn hoặc bằng 2 và dưới này chúng ta cũng có x lớn hoặc bằng 2 đúng không ạ? Vậy cái điều kiện chung thì chúng ta cần x của chúng ta lớn hoặc bằng 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi quan sát cái phương trình này ta đánh dấu là phương trình 1 được chưa ạ đối với phương trình 1 các bạn có thể lưu ý như sau hiện tại nó có chứa ba cái căn đúng không ạ chúng ta không thể nào chúng ta đem bình phương để mất căn được tại vì hiện tại có ba cái căn cơ nên không thể nào làm như vậy bây giờ các bạn phải chú ý quan sát này ở đây chúng ta có căn của x 2 thì chúng ta không biến đổi gì được đúng không ạ nhưng tiếp theo chúng ta có căn của 4 x 8 thì các bạn thấy là 4x-8 tôi có thể đặt 4 ra ngoài là nhân tử, nhân tử chung đúng không và sau đó các bạn lại viết số 4 thành 2 mũ 2 Thế nên là các bạn có là các bạn có thể đưa thừa số ra ngoài dấu căn Và cụ thể là các bạn có thể đưa số 2 ra ra ngoài đúng không Tương tự đối với 9x 18 thì các bạn có thể đặt 9 ra ngoài là nhân tử chung Vậy chúng ta có 9 thì các bạn có viết thành 3 mũ 2 Vậy lúc đó các bạn cũng thực hiện công việc đó là các bạn đưa thừa số ra ngoài dấu căn Và cụ thể các bạn sẽ đưa được số 3 ra ngoài dấu dấu căn đúng không ạ Vậy chúng ta sẽ viết ra để chúng ta xem có điều gì đặc biệt hay không Bây giờ các bạn nhìn nhá. Ở đây thầy giữ nguyên căn của x 2. Đúng không ạ? Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có là gì? Căn của 4 này nhân với x 2. Đúng không ạ? Và đây chúng ta có là căn của 9 nhân với x 2. Và chúng ta có kết quả là bằng 36, đúng không ạ? Tiếp theo này, thầy sẽ dùng cái việc là chúng ta đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Ở đây chúng ta có căn của x 2. Thì các bạn nhớ là số 4 này thầy viết thành 2 mũ 2 và sau đó thầy sẽ đưa số 2 ra ngoài đúng không ạ? Vậy thầy sẽ có nó thành là 2 này nhân với căn của x 2. Đúng không ạ? Và ở đây thì cũng tương tự như vậy, số 9 thì các bạn tự viết nó thành là 3 mũ 2, sau đó thì các bạn đưa số 3 ra ngoài dấu căn. Vậy chúng ta có là 3 nhân với căn của x 2 thì bằng 36, đúng không ạ? Vậy lúc này các bạn thấy đây, đó là thỏa. tất cả đều có căn x 2 chung, thầy đặt căn x 2 ra ngoài là nhân tử chung. Vậy chúng ta có là căn của x 2 Bên trong sẽ còn là bao nhiêu Đây coi như là một đúng không ạ Vậy chúng ta sẽ có là một này Cộng 2 và cộng 3 Thì bằng 36 đúng không Vậy lúc này thì chúng ta sẽ có là Căn của x 2 Thì bằng bằng 6 đúng không ạ Lúc này thì hai vế Cùng là dương rồi Thì chúng ta bình phương hai vế Vậy chúng ta sẽ có là x 2 Thì sẽ bằng 36 đúng không ạ và lúc đó thì các bạn sẽ có là gì? Các bạn sẽ có là x sẽ bằng 30, 38, đúng không ạ? Và các bạn thấy là nó thỏa mãn điều kiện lớn hoặc bằng 2, đúng không? Vậy nó thỏa mãn điều kiện. Vậy chúng ta kết luận, đúng không ạ? Tập nghiệm S của chúng ta gồm một giá trị đó là 30, 38, được chưa các bạn? Ok, vậy là thầy đã hoàn thành xong câu A. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang câu B. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với câu B. Thì ở câu B chúng ta có là căn của x 4 bằng căn của 12 2x đúng không ạ? Thì đây nó là một cái dạng phương trình quen thuộc, đó là dạng căn A bằng căn B. Được chưa các bạn? Và các bạn nhớ là khi mà căn A bằng căn B thì chúng ta tương đương với việc đó là các bạn chỉ cần A hoặc B lớn bằng 0 thôi. Ở đây thầy chọn là B lớn hoặc bằng 0. Đúng chưa ạ? Và lúc đó thì chúng ta bình phương lên chúng ta sẽ có A bằng A bằng B. Được chưa ạ? Thì đây là một cái dạng phương trình các bạn sẽ cũng sẽ hay gặp trong những cái bài tập tìm x. Vậy thầy sẽ áp dụng điều này để thầy giải phương trình này Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có phương trình này tương đương với Đó là các bạn sẽ có là gì? Các bạn sẽ có là 12 2x Phải lớn hoặc bằng bằng 0 Và tiếp theo các bạn bình phương hai về lên Thì các bạn sẽ có là x 4 Bằng 12 2x Đúng không ạ? Và lúc này thì chúng ta sẽ giải điều kiện bên trên trước Thì chúng ta có 12 2x lớn hoặc bằng 0 Có nghĩa là 12 lớn hoặc bằng 2x Hay là x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 6 Đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ có là x nhỏ hơn hoặc bằng 6. Tiếp theo, chúng ta giải phương trình bên dưới đúng không ạ? Chúng ta chuyển âm 2x sang về bên này và chúng ta sẽ có là 3x thì sẽ bằng đó là 10 16 đúng chưa các bạn? Vậy lúc này thì các bạn sẽ có là x nhỏ hơn hoặc bằng 6 và x bằng 16 phần, phần 3. Thì các bạn thấy là 16 phần 3 bảo đảm nhỏ hơn bằng 6 rồi. Vậy chúng ta sẽ lấy là x bằng 16 phần 3 đúng không? Vậy chúng ta kết luận Đúng không ạ? Chúng ta kết luận tập nghiệm S của phương trình này cùng một giá trị đó là 16 phần 3. Được chưa ạ? Ok. Vậy là thầy đã hoàn thành xong câu B. Thì các bạn thấy câu B cũng tương đối là đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta kết thúc bài tập số 2 là bài tập tìm x tại đây. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 là một bài tập liên quan đến việc so sánh đúng không ạ? Ở câu A đó là chúng ta sẽ so sánh là căn 8 và 3 căn 2 Được chưa các bạn? Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý luôn câu A nhé đó là căn 8 và 3 căn 2. Thì có rất nhiều cách đúng không ạ? Các bạn có thể cố gắng là các bạn đưa số 3 vào trong căn và các bạn sẽ so sánh hai số trong căn. Từ đó thì các bạn xem số nào lớn hơn thì căn sẽ lớn hơn đúng không ạ? Vậy lúc này thầy có thể xử lý bằng cách là thầy sẽ đưa 3 vào trong dấu căn. Thì các bạn thấy ở chúng ta là 3 này thực tế nó chính là bao nhiêu? Nó chính là căn của 9 đúng không ạ? Nhân với căn 2 thì chúng ta sẽ có thành là căn 10, 18 đúng không? Thì các bạn thấy này, rõ ràng là ta có là 18 thì lớn hơn 8 đúng không ạ? Thế nên chúng ta có thể suy ra được đó là căn của 18 thì sẽ lớn hơn căn căn 8 đúng không? Và từ đó thì chúng ta suy ra được đó là 3 căn 2 sẽ lớn hơn căn 8 được chưa ạ? Rồi, vậy là thầy đã so sánh xong câu A. Thì các bạn thấy câu này của thầy tương đối là đơn, đơn giản đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang câu B. Bây giờ câu B đó là so sánh đó là bao nhiêu nhỉ? căn 8 cộng căn 5. căn 8 cộng căn 5 và căn 6 cộng căn 7. Được chưa ạ? Để so sánh căn 8 cộng căn 5 và căn 6 cộng căn 7 thì các bạn thấy là chúng ta không thể nào chúng ta đem so sánh trực tiếp được, đúng không? Vậy thì ở đây có một cách đó là các bạn có thể xét bình phương của căn 8 cộng căn 5 và bình phương của căn 6 cộng căn 7. Các bạn đã xem bình phương nào lớn hơn Thì lúc đó các bạn sẽ có biểu thức đó lớn hơn Được chưa ạ? Vậy bây giờ thầy sẽ xét thử cho các bạn nhìn nhé Bây giờ chúng ta sẽ có là căn 8 cộng căn 5 Tất cả bình phương Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ bình phương theo hoàn đẳng thức đúng không? Thì chúng ta sẽ có là 8 này Cộng với 2 nhân căn 8 nhân căn 5 Và cộng với căn 5 bình phương thì là 5 Vậy chúng ta sẽ có kết quả là bao nhiêu? Chúng ta có kết quả là 13 cộng với 2 căn 8 nhân căn 5 có nghĩa là căn của 8 nhân 5 nghĩa là căn 4 40 được chưa các bạn. Tiếp theo đó chúng ta thực hiện công việc tương tự với căn 6 và căn 7. căn 6 cộng căn 7 tất cả bình phương thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? Thì nó thành là căn 6 bình có nghĩa là 6 đúng không ạ? cộng với 2 lần căn 6 nhân căn 7 đúng không? 2 lần căn 6 nhân căn 7 và cộng với 7 đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ có kết quả là 13 cộng với 2 căn 6 nhân căn 7 thì là căn của 6 nhân 7 nghĩa là căn 4 42 được chưa các bạn? Vậy bây giờ các bạn quan sát hai vế phải thì các bạn thấy ngay là gì nhỉ? Căn 42 thì lớn hơn căn 40 đúng không ạ? Chúng ta có là vì căn 42 thì lớn hơn căn 40 đúng không ạ? Thế nên các bạn suy ra được một điều đó là 13 cộng với 2 căn 42 sẽ lớn hơn 13 cộng với 2 căn 40 đúng không ạ? Và các bạn suy ra được đó là bao nhiêu 13 cộng 2 căn 42 thực tế chính là căn 6 cộng căn 7 tất cả bình bình phương đúng không Căn 6 cộng căn 7 tất cả bình phương sẽ lớn hơn đó bao nhiêu nhỉ Căn 8 cộng căn 5 tất cả bình bình phương Đấy chứ ạ Vậy từ đây thì các bạn có thể suy ra được Đó là chúng ta có là căn 6 cộng căn 7 Thì sẽ lớn hơn căn 8 cộng căn 5 Đấy chứ ạ Rồi ok Vậy là thầy đã hoàn thành xong bài bài số 3 đúng không ạ? Thì các bạn thấy bài số 3 là một bài tập liên quan đến việc so sánh các biểu thức chứa căn bậc 2 đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với bài số 4, đó là bài rút gọn các biểu thức mà chứa căn thức bậc 2 đúng không ạ? Và ở đây thì các bạn thấy là cũng có các câu hỏi phụ liên quan rồi. Bây giờ ở bài số 4 là cho biểu thức này a bằng là x bình cộng căn x trên x trừ căn x cộng 1 trừ đi 2x cộng căn x trên căn x và cộng với 1. Và đề bài cho sẵn điều kiện là x lớn hơn 0. Bây giờ câu A là một câu cực kỳ quen thuộc, đó là rút gọn biểu thức A, được chưa các bạn? Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi rút gọn biểu thức. Bây giờ biểu thức A của thầy, thầy sẽ viết lại bên này. Đó là chúng ta có biểu thức A này. x bình cộng x trên x trừ căn x cộng 1. Đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, chỗ này là căn x. Tiếp theo chúng ta sẽ có là trừ đi 2x x trên x và cuối cùng là cộng 1 được chưa ạ? Và tất nhiên là chúng ta đã có x phải lớn hơn 0. Bây giờ thì chúng ta có thể nhìn vào biểu thức này. Thì đối với biểu thức A các bạn có thể nghĩ đến việc là chúng ta sẽ quy đi đồng đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không nên quy đồng vội. Tại vì khi làm những bài tập rút gọn thì các bạn nên quan sát từng phân thức một ở trong biểu thức để các bạn xem xem phân thức đó có rút gọn được không. Thì để biết có rút gọn được hay không thì tốt nhất là các bạn phải đi đặt ra các nhân tử chung ở cả tử và mẫu được chưa? Bây giờ chúng ta quan sát phân thức đầu tiên này Phân thức đầu tiên thì dưới mẫu này khả năng xử lý được là không có gì rồi Nhưng ở trên tử, các bạn quan sát trên tử nhé thì cái x này này chúng ta thường có thể viết nó thành là căn x tất cả bình bình phương đúng không ạ? Vậy ở đây thì thầy sẽ viết lại cái x này thành là căn x tất cả bình phương. Nhưng các bạn thấy ở ngoài này chúng ta có một cái bình phương nữa Thế nên thầy sẽ viết nó thành là như này Đúng không ạ Và chúng ta cộng với căn x Trên X trừ căn x Và cộng cộng 1 Đúng không ạ Thế còn ở đây cũng tương tự như vậy Các bạn có thể viết x này thành là bao nhiêu Căn x tất cả bình bình phương Cộng với căn x Đúng không ạ Và trên căn x Bên ngoài này thì cộng với 1 Ok chưa ạ Bây giờ thì ở trên tử của phân thức đầu tiên các bạn quan sát này cái mũ 2 rồi mũ 2 thì thầy có thể viết tiếp nó thành là can x tất cả mũ, mũ 4 đúng không ạ? Cộng với can x được chưa ạ? Trên này đó là x trừ can x cộng 1. Con ở đây thì các bạn thấy là gì? Trên tử này các bạn có thể đặt can x ra ngoài là nhân tử chung. Vậy chúng ta sẽ có là can x này nhân với 2 can x cộng 1. Đúng không ạ? Chia cho can x cộng 1. Được chưa ạ? Vậy tiếp tục tiếp tục này, chúng ta sẽ quan sát phân thức đầu tiên. Thì các bạn thấy này, ở đây chúng ta có căn x, chúng ta có thể đặt ra làm nhân tử chung đúng không ạ? Vậy thầy sẽ có là căn x này nhân với bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ còn là căn x tất cả mũ 3 cộng 1 đúng không ạ? Và trên x trừ căn x cộng 1. Ở đây thì các bạn có thể rút gọn luôn đúng không? Chúng ta rút gọn luôn thì chúng ta sẽ còn bao nhiêu? Căn x căn x hết thì các bạn sẽ còn là trừ đi 2 căn x cộng 1 và thầy phá ngoặc luôn là 2 căn x trừ 1 và cộng 1. Được chưa ạ? Vậy tiếp tục này, ở trên tử này nhá các bạn thấy nó xuất hiện cái căn x tất cả mũ 3 này cộng 1 thì cái 1 này các bạn tưởng tượng nó chính là 1 mũ 3. Vậy ở đây thầy sẽ dùng hàng đẳng thức đúng không ạ? Thầy sẽ có là gì? Căn x này. Thì ở đây chúng ta dùng hàng đẳng thức là a mũ 3 cộng b mũ 3 thì nó bằng là a cộng b có nghĩa là căn x cộng 1. Đúng không ạ? Nhân với căn x tất cả bình nghĩa là x đúng không ạ trừ đi căn x nhân với một nghĩa là trừ đi căn x và cộng một đúng không trên bao nhiêu nhỉ x trừ căn x cộng một đúng không còn đây thì các bạn thấy là trừ một cộng một hết thì chúng ta chỉ còn trừ đi hai căn hai căn x thôi vậy bây giờ các bạn quan sát cái phân thức đầu các bạn có thể rút gọn được x trừ căn x cộng một ở cả tử và mẫu đúng không ạ vậy lúc này thì chúng ta sẽ chỉ còn là gì thôi Lúc này thì các bạn chỉ còn là can x nhân với can x cộng 1 đúng không ạ? Can x này nhân với can x cộng 1. Và chúng ta sẽ trừ đi bao nhiêu? 2 can x đúng không ạ? Trừ đi 2 can x. Vậy các bạn sẽ còn là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta nhân vào thì chúng ta có can x nhân can x thì nó ra x đúng không ạ? Can x nhân với 1 nó ra là cộng can x. Và cuối cùng là trừ 2 can x. Vậy kết quả rút gọn về thức A chúng ta sẽ còn là x trừ can x. Được chưa ạ? Rồi ok Vậy là thầy đã rút gọn thành công biểu thức A Thì các bạn thấy là ở đây Chúng ta phải làm một cách tương đối là tinh tế đúng không ạ Chúng ta không thể nào mà chúng ta lao vào chúng ta quy đồng ngay Tại vì cái việc quy đồng ngay chắc chắn là sẽ rất là khó Ví dụ các bạn lấy cái x trừ căn x cộng 1 Mà nhân với 2x cộng căn x Thì rất là mệt đúng không Nhưng ở đây thầy đã chọn việc là gì Thầy kiểm tra xem từng, từng phân thức một có rút gọn được không Đúng không ạ Để kiểm tra các phân thức có rút gọn được nữa hay không thì các bạn hãy cố gắng là các bạn quan sát tử và mẫu của từng phân thức một xem các bạn có đặt được nhân tử chung hay không đúng không? Tại vì khi tôi đặt được nhân tử chung thì khả năng là sẽ có cái thành phần chung để các bạn rút gọn được. được chưa? Vậy thì thầy sẽ kết thúc câu a tại đây và bắt đầu chúng ta chuyển sang câu hỏi phụ tiếp theo. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với câu b. Thì câu b của thầy là một câu hỏi phụ liên quan đến việc là giải phương trình đúng không ạ? Như là bây giờ tìm x để a bằng không. được chưa các bạn? Vậy bây giờ thầy sẽ có này. Để a bằng không. Thì lúc này các bạn đã rút gọn biểu thức A rồi đúng không ạ? Chúng ta có kết quả là x trừ căn x đúng không? Vậy thầy sẽ có là x trừ căn x thì bằng 0. Được chưa các bạn? Và lúc này ấy, để giải phương trình này thì các bạn phải quan sát một chút về x. X ở đây của chúng ta thì có thể viết thành là căn x tất cả bình phương đúng không ạ? Vậy thầy sẽ viết nó thành là căn x tất cả bình phương và trừ đi căn x thì bằng bằng 0. Và ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có căn x chung thì chúng ta đặt căn x ra ngoài là nhân tử chung, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ còn là căn x nhân với căn x trừ 1 bằng 0, đúng không ạ? Và tương đương với việc là chúng ta sẽ có hai trường hợp đó là căn x bằng 0 hoặc là căn x trừ 1 bằng 0. Và tương đương với việc các bạn thấy là chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là x bằng 0, đúng không ạ? Và các bạn chuyển 1 sang các bạn bình phương lên Thì các bạn sẽ có là x bằng 1 Đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở chỗ này Các bạn phải kiểm tra hai nghiệm này so với điều điều kiện đúng không ạ? Cái giá trị x bằng 0 chúng ta sẽ loại Tại vì ở đây chúng ta cần là x phải lớn hơn Lớn hơn 0 Và chúng ta sẽ loại Đúng không ạ? X lớn hơn 0 Và chúng ta sẽ chỉ lấy x bằng 1 thôi X bằng 1 thỏa mãn Vậy chúng ta sẽ kết luận đúng không ạ? Kết luận Là x bằng 1 Thì A bằng 0 Được chưa các bạn Ok Vậy là thầy đã hoàn thành xong Câu hỏi phụ đầu tiên của chúng ta chính là câu B Được chưa Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang câu câu C Bây giờ câu C là một câu liên quan đến việc tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A Thì tất nhiên là thầy sẽ dùng cái biểu thức A mà chúng ta đã rút gọn rồi Đó là x trừ căn x Đúng không ạ? Bây giờ các bạn hãy lưu ý này Ở đây cái x thầy vẫn vận dụng cái việc đó là thầy viết nó thành là căn x tất cả bình phương đúng không ạ thầy đã viết nó thành là căn x tất cả bình phương trừ đi căn x đúng không ạ đối với dạng này thì nếu mà các bạn đã từng học các cái bài học trước thì các bạn có thể giải câu này bằng cách là các bạn đưa nó về dạng bình phương cộng với một số nào đó đúng không ạ bây giờ làm cách nào để đưa nó về dạng bình phương được thì bây giờ các bạn phải quan sát cái thằng căn x này này thì cái thằng căn x này nó sẽ đóng vai trò là trừ 2 b trong hàng đẳng trong hàng đẳng thức đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có nó thành là căn x tất cả bình. Bây giờ thầy sẽ trừ đi số 2 đúng không ạ? Sau đó thầy tiếp tục nhân với căn x. Nhưng mà ban đầu thầy chỉ có căn x thôi mà muốn bây giờ thầy đã thêm số 2 vào đây rồi đúng không ạ? Thì thầy bắt buộc phải nhân thêm với 1/2 nữa để cho biểu thức của chúng ta không thay đổi đúng không các bạn? Nhưng bây giờ thầy muốn xây dựng hàng đẳng thức đúng không ạ? Thầy đã nhân thêm 1 phần 2 ở đây thì thầy sẽ cộng thêm với 1 phần 2 tất cả bình phương. Để bảo đảm thầy có đủ đó là A bình trừ 2AB và cộng B bình. Đúng không? Nhưng vấn đề ở chỗ là cái 1 phần 2 tất cả bình phương này chúng ta thêm vào rồi thì chúng ta cũng phải bớt đi. Đúng không ạ? Để bảo đảm cho biểu thức của chúng ta không thay đổi. Được chưa các bạn? Vậy lúc này thì thầy sẽ có này. Toàn bộ cụm này thì sẽ trở thành hàng đẳng thức. Đúng không ạ? Nó chính là A trừ B tất cả bình phương. Vậy chúng ta sẽ có kết quả đó là căn x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương Và đây các bạn sẽ thấy là trừ đi 1 phần, 1 phần 4 Đấy chưa ạ? Vậy thầy đưa nó về dạng là bình phương cộng với một số là âm 1 phần 4 rồi Vậy để đánh giá giá trị nhỏ nhất thì chúng ta sẽ đánh giá từ cái căn x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương này Thì chúng ta có là vì này Căn x trừ 1 phần 2 tất cả bình phương thì nó lớn hoặc bằng 0 với mọi x lớn hơn 0 đúng không ạ? Với x lớn hơn 0 là chúng ta đang xét cái điều kiện của đề bài, đúng không? Và từ đó thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ trừ cả hai vế đi 1/4. Và chúng ta có là căn x 1/2 tất cả bình phương 1/4 Thì sẽ lớn hơn hoặc bằng -1/4, đúng không ạ? Vậy từ đó thì các bạn có thể suy ra được, đó là chúng ta sẽ có là a của chúng ta, toàn bộ điều là biểu thức a, đúng không ạ? a sẽ lớn hơn hoặc bằng -1/4. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ kiểm tra luôn xem là dấu bằng có xảy ra được không Để chúng ta từ đó chúng ta kết luận giá trị nhỏ nhất đúng không ạ Vậy thầy sẽ xét dấu bằng xảy ra Dấu bằng xảy ra Dấu bằng xảy ra khi nào Thì các bạn thấy này dấu bằng sẽ xảy ra khi là gì Chúng ta có là căn x trừ 1 phần 2 bằng, bằng 0 Và khi đó các bạn sẽ có là gì nhỉ Đó là chúng ta có là căn x bằng 1 phần 2 và tương đương với việc là các bạn có x bằng 1 phần 4 thì các bạn thấy là 1 phần 4 đã thỏa mãn cái điều kiện của đề bài đúng không ạ vậy đây chúng ta ghi là thỏa thỏa mãn vậy từ đó chúng ta kết luận đúng không ạ chúng ta kết luận vậy giá trị nhỏ nhất của a sẽ là trừ 1 phần 4 và chúng ta có là dấu bằng xảy ra đúng không ạ và dấu bằng xảy ra x bằng 1 phần 4. Được chưa? Ok. Vậy là thầy đã hoàn thành xong cái bài tập số 4 của thầy. Đúng không ạ? Thì bài tập số 4 là một cái bài tập chắc chắn sẽ xuất hiện trong các đề thi. Thì bài tập số 4 liên quan đến việc đó là các bạn rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc 2. Và sau đó thì các bạn phải xử lý các câu hỏi phụ. Được chưa? Và trong một cái bài toán thế này thì thông thường cái câu rút gọn biểu thức A sẽ chiếm một điểm. Còn hai câu còn lại sẽ là 0,5. Vậy nên các bạn nên ưu tiên cái việc là các bạn phải rút gọn chính xác biểu thức A đúng không? Từ đó thì chúng ta mới có thể làm tiếp được câu B và câu câu C được chưa các bạn? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần hình học. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 5 là các bài toán liên quan đến phần hình học được chưa? Và thầy có bài tập một nhỏ đó là như sau. Đó là cho tam giác BC vuông tại A và có góc B thì bằng alpha. Bây giờ bài toán yêu cầu chứng minh đó là sin bình alpha cộng cos bình alpha thì bằng bằng 1 được chưa Vậy bây giờ thì thầy sẽ vẽ hình để chúng ta cùng nhau xử lý câu này. Bây giờ thầy có một tam giác ABC vuông tại A này. Và đây chúng ta có góc B và C. Thì góc B này bằng alpha, được chưa Bây giờ bài toán yêu cầu là chứng minh sin bình alpha cộng cos bình alpha thì bằng 1. Vậy trước tiên thì chúng ta phải xem xem đó là sin alpha thì bằng gì đã. Thì bây giờ các bạn có này, sin alpha của chúng ta thì nó sẽ bằng sin thì bằng là đối trên huyền đúng không ạ? Vậy nó sẽ bằng là ac chia cho bc. Và từ đó các bạn suy ra được đó là sin bình alpha thì sẽ bằng đó là ac bình trên bc bình đúng không ạ? Tiếp theo thầy lại có là cos alpha đúng không? Thầy có cos alpha thì cos alpha bằng gì? Cos alpha thì sẽ thành này đó là ab chia cho bc đúng không ạ? Vậy thành là ab chia cho bc. Và từ đó chúng ta suy ra là cốt bình alpha thì sẽ bằng đó là AB bình chia cho BC bình. Đúng không ạ? Vậy lúc này thì các bạn sẽ có được đó là sin bình alpha cộng cốt bình alpha thì sẽ thành là bao nhiêu? Thì sẽ thành là AC bình trên BC bình. Đúng không ạ? Cộng với AB bình trên BC bình. Thì các bạn thấy chúng ta đã có mẫu chung là BC bình rồi đúng không ạ? BC bình. Vậy trên tử chúng ta sẽ còn là AC bình cộng AB bình trên BC bình. Và các bạn có là AB bình cộng AC bình thì sẽ bằng BC bình do đó là định lý Pythagore đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là kết quả là BC bình trên BC bình. Và cuối cùng thì chúng ta chứng minh được nó bằng một đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đã có được điều phải chứng minh. Được chưa ạ? Vậy là thầy đã hoàn thành xong cái bài tập 1 nhỏ đúng không ạ? Thì bài tập 1 nhỏ các bạn thấy là cũng không khó lắm đúng không? Và cái đẳng thức này thực ra là một cái đẳng thức mà trong sách giáo khoa cũng đã yêu cầu chứng minh rồi. Bây giờ thì thầy cho vào một cái bài tập 1 nhỏ thôi thì nói chung là cũng không có vấn đề gì lắm đối với bài tập này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập 2 nhỏ. Chúng ta cùng nhau đến với bài 2 nhỏ. Bài 2 nhỏ của thầy như sau này, đó là tìm chiều cao của cột cờ, biết bóng của cột cờ dài 12 m và góc nhìn mặt trời là 30 độ. Thì các bạn thấy thực ra đây là một cái bài tập liên quan đến ứng dụng tỉ số lượng giác ở góc nhọn đúng không ạ? Và bài tập này cũng là một bài tập rất là dễ đúng không? Bài tập này thì các bạn nhìn thấy là để tính được cái chiều cao của cột cờ thì các bạn nhìn thấy đây chính là chiều cao của cột cờ đúng không ạ? Thầy vậy thì thầy sẽ lắp vào đây hình vẽ này, ba đỉnh là ABC được chưa các bạn? A này. Và đây là B này. Và đây là C đúng không ạ? Thì các bạn thấy này, để tính chiều cao của cột cờ có nghĩa là chúng ta sẽ đi tính độ dài của đoạn thẳng a ab đúng không ạ vậy thì độ dài đoạn thẳng ab thì các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta có thứ nhất góc là góc 30 độ đúng không ạ và ab nó là cạnh đối với góc 30 đồng thời thì chúng ta có cạnh kè vậy để tìm ab thì chúng ta sẽ sử dụng cái tỷ số lượng giác đó là tan đúng không ạ vậy thì các bạn thấy là chúng ta giải luôn được bài tập số 2 như sau đó là chúng ta có này chúng ta coi chiều cao của cột cờ là độ dài của đoạn AH đúng không ạ? Xin lỗi các bạn là độ dài của đoạn AB đúng không? Độ dài của đoạn AB Được chưa ạ? Vậy lúc này thì chúng ta có là xét tam giác ABC thì vuông tại A đúng không? Xét tam giác ABC vuông tại A. Thì các bạn sẽ có là gì nhỉ? Các bạn sẽ có là AB đúng không ạ? Chia cho AC thì sẽ bằng tan của góc 30 độ đúng không? Hay chúng ta sẽ có là tan của góc C thì sẽ bằng đó là AB chia AC. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ có là tan của 30 độ, chúng ta có là tan 30 độ thì sẽ bằng là AB chia cho 12, đúng không? Vậy từ đây thì các bạn sẽ có được AB sẽ bằng tan 30 thì chúng ta sẽ có là căn 3 trên 3. Vậy chúng ta sẽ có là căn 3 trên 3 nhân với 12. Và kết quả của chúng ta sẽ thành là 4 căn 3 cm. Xin lỗi các bạn là 4 căn 3 m, đúng không ạ? Vậy chiều cao của cột cờ là 4 căn 3 m, được chưa các bạn? Ok. Thì bài toán này không yêu cầu là phải sấp xỉ đúng không ạ? Thế nên thầy cũng có thể giữ nguyên cái số đo thầy đã tính ra đây. Vậy là thầy đã hoàn thành xong hai câu đúng không ạ? Liên quan đến tỉ số lượng giác góc nhọn. Và các bạn thấy là hai câu này thực ra cũng khá là đơn giản thôi, cũng không có vấn đề gì lắm. Vậy các bạn chú ý giúp thầy đối với hai câu này thì các bạn phải thuộc các tỷ số lượng giác góc nhọn là một và thứ hai đó là các bạn chú ý những cái việc khi các bạn tính toán trong các bài toán ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đến một cái bài toán chính của chúng ta trong phần hình này, đó chính là một bài toán liên quan đến hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với bài tập số 3 nhỏ là một bài toán liên quan đến hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông bài toán như sau này đó là cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH câu A là một câu đơn giản đó là cho AB bằng 4 cm và AC bằng 3 cm đề bài yêu cầu là hãy tính độ dài các đoạn thẳng BC, BH, CH và AH được chưa vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xử lý luôn câu A thì ở câu A thầy sẽ vẽ tam giác vuông ra trước đúng không ạ Ok, và chúng ta kẻ vuông góc xuống đúng không? Đây là đường cao AH. Góc A là góc vuông đúng không? Và thầy sẽ có là AB lớn hơn Thế nên thầy sẽ ký hiệu đây là B và đây là C. Được chưa Vậy bây giờ đối với câu A, câu A thì người ta đã cho độ dài hai cạnh AB và AC. Bây giờ yêu cầu là tính độ dài các cạnh là BC, BH, CH và AH. Vậy chúng ta sẽ làm rất là nhanh nhá. Đối với Ia. Thì các bạn có đầu tiên là thầy sẽ có định lý Pythagore đúng không ạ? Để chúng ta tính được BC bình phương. Vậy thầy viết ngắn gọn thôi thì ta có này. Đó là BC bình thì bằng là AC bình cộng AB bình. Vậy cái này là theo định lý Pythagore. Được chưa? Vậy lúc này thì các bạn thay vào đúng không? Các bạn thay số vào thì các bạn sẽ có là BC bình sẽ bằng là 4 bình cộng 3 bình. Vậy chúng ta suy ra là BC bình thì bằng 25 Đúng không? Vậy chứng tỏ các bạn sẽ suy ra được Đó là BC sẽ bằng 5cm Được chưa? Vậy là chúng ta đã tính được độ dài của đoạn thẳng BC Tiếp theo thì chúng ta sẽ tính BH và CH Đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có Để tính BH thì các bạn có thể sử dụng Cái hệ thức đó là gì nhỉ? Bình phương cạnh góc vuông Thì sẽ bằng là tích của hình chiếu nhân với cạnh cạnh huyền vậy các bạn sẽ có là ab bình sẽ bằng bh nhân bc đúng không ab bình thì sẽ bằng là bh nhân bc vậy ab bình của các bạn là bao nhiêu ab thì chúng đề bài cho là 4 đúng không ạ vậy chúng ta suy ra là cái thằng bh nó sẽ bằng đó là ab bình chia cho bc và các bạn sẽ có kết quả là bao nhiêu nhỉ 16 bình như là xin lỗi các bạn là 16 thôi đúng không ạ trên 5 cm đúng chưa ạ? Ok. Vậy là chúng ta đã có BH. Bây giờ thì chúng ta cần tìm nốt thằng CH đúng không ạ? CH. CH thì sẽ bằng Các bạn có thể tính CH tương tự đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể thấy là chúng ta có BC rồi thì chúng ta sẽ lấy BC trừ BH để ra CH. Vậy các bạn sẽ có là CH sẽ bằng là BC trừ đi BH. Đúng chưa ạ? Và các bạn sẽ có là bao nhiêu? BC của chúng ta là 5 đúng không ạ? Trừ đi đó là 16 phần 5 và kết quả của các bạn sẽ còn là 9 phần 5 cm Đúng chưa Và cuối cùng thì các bạn cần tính nốt là AH đúng không Thì AH các bạn có thể sử dụng Đó là AH nhân BC Thì sẽ bằng là AB nhân AC Và từ đó thì các bạn sẽ có là AH Nó sẽ bằng là AB nhân AC Và chia cho BC Vậy các bạn sẽ có là 4 này Nhân 3 này Và chia cho 5 và kết quả của chúng ta là bằng 12 phần 5 cm Đúng chưa? Rồi ok Vậy là các bạn thấy là câu A thực ra là một câu rất dễ đúng không ạ? Thì thông thường trong các cái bài toán liên quan đến hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông Ở trong các đề thi thì thông thường sẽ có một câu như thế này Có thể thêm là yêu cầu các bạn tính độ lớn hai góc B và C nữa Bằng cách các bạn sử dụng tỷ số lượng giác thôi Còn câu A thì các bạn đối với những cái bài tập này thì hy vọng là câu A các bạn sẽ giải quyết rất dễ Bây giờ thì chúng ta chuyển sang câu B. Câu B sẽ là một câu khó hơn đúng không? Chúng ta cùng nhau tiếp tục với câu B. Câu B yêu cầu như sau này, đó là kẻ HE thì vuông góc với AB, được chưa các bạn? HE thì vuông góc với AB. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ kẻ HF thì vuông góc với AC. HF vuông góc với AC. Đây là E này và đây là F này. Thầy kẻ chỗ này hơi méo một tí, các bạn thông cảm nhé. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần là gì? Bây giờ yêu cầu chứng minh này, đó là tỉ số diện tích là AEF chia cho diện tích của ABC thì bằng là AH bình chia BC bình, được chưa các bạn? Vậy đây là một câu chứng minh nhưng mà cũng không dễ dàng, đúng không ạ? Bây giờ nó có nhắc đến tỉ số diện tích của AEF chia cho diện tích của ABC. Đấy chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ dùng công thức tính tỉ số diện tích của tam giác AEF, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ là AF này nó là một tam giác vuông đúng không? Thầy nối FF vào cho các bạn dễ nhìn. Thì AF là một tam giác vuông tại A. Thế nên cái công thức tính diện tích nó sẽ là 1/2 AE nhân AF đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có đây là 1/2 này AE nhân AF đúng chưa ạ? Trên 1/2. Tam giác BC cũng vuông tại A, vậy nên nó thành là 1/2 AB nhân AC đúng không ạ? Và các bạn có thể ngay là các bạn có thể bỏ cái 1 phần 2 đi Đúng không? Chúng ta bỏ 1 phần 2 đi Vậy chúng ta chỉ còn là AE nhân AF chia cho AB nhân AC Đúng chưa? Và bây giờ vấn đề ở chỗ là bây giờ cái cụm này thì bây giờ tôi lại xử lý tiếp thế nào? Đó, thế bây giờ này mọi người có thể có một cái quan sát tinh ý như sau nhé Cái AE này tôi có thể tìm cách đó là tôi đưa nó theo AB đúng không? Và AH đúng không? Tại vì đưa nó theo AB và AH thì ít nhất là nó cũng xuất hiện AH rồi Đúng chưa ạ? Tương tự cái AF này cũng vậy, tôi sẽ đưa nó theo AH và AC. Tại sao tôi lại đưa được AE theo AH và AB thì thầy giải thích này. Tại vì các bạn có một cái đẳng thức đó là AH bình thì bằng AE nhân AB. Thế nên tôi suy ra được đó là AE nó sẽ bằng là AH bình chia cho AB, đúng không ạ? Vậy ở đây thì thầy sẽ có thằng này nó thành là AH bình chia cho AB. Đúng không ạ? Tương tự thằng AF này các bạn có thể nhìn nhá. AF nhá, nó sẽ bằng là AH bình chia cho AC đúng không? AH bình chia cho AC. Và đây thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có nó trên này, đó là AB nhân AC. Được chưa các bạn? Vậy bây giờ các bạn nhìn nhá, ở trên tử thì thầy sẽ viết lại bằng Đó là bao nhiêu? Thằng này sẽ là AH mũ 4 đúng không ạ? Chia cho AB nhân AC. Đúng không? nhưng mà các bạn thấy này chia cho AB nhân AC xong lại chia tiếp cho AB nhân AC nữa thì ở đây chúng ta sẽ có là AB nhân AC này tất cả mũ mũ 2 đúng không ạ? Và cái AB nhân AC này thì các bạn lại có thể đưa được nó theo AH và BC. Tại vì chúng ta có là AB nhân AC thì thực tế nó chính là bao nhiêu? Nó chính là nó chính là AH nhân BC. Đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta có AB nhân AC thì sẽ bằng AH nhân BC. Và đây là tất cả bình, đúng không ạ? Vậy thật sẽ viết lại dưới mẫu thành là nó như sau. Đó nó chính là AH bình nhân BC bình. Vậy các bạn thấy là khi các bạn rút gọn thì các bạn sẽ còn trên tử nó chỉ còn AH bình thôi. Còn dưới mẫu thì AH bình rút gọn bớt hết rồi. Vậy chúng ta chỉ còn là AH bình trên BC bình, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ còn là AH bình trên BC bình và từ đó thì chúng ta có được điều phải chứng minh. được chưa các bạn? ok vậy là thầy đã hoàn thành xong đúng không? cái ý đầu tiên trong câu b. và các bạn thấy là cái việc chứng minh được điều này thì thực ra nó cũng không dễ lắm đâu. tại vì cơ bản là thứ nhất là các bạn phải thuộc công thức tính diện tích của tam giác vuông đúng không? ít nhất là cái đó đã. sau đó là các bạn phải tìm cách đó là các bạn đưa được cái tử này xuất hiện được ah đúng không? và sau khi xuất hiện được ah rồi thì dưới mẫu này lại phải tìm cách để xuất hiện được b, bc Vậy thì các bạn cứ suy nghĩ theo một cái logic như vậy thì các bạn sẽ chứng minh được ý đầu tiên. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chứng minh thêm ý bên dưới đúng không ạ? Đó là EB chia cho FC thì nó bằng là AB chia cho AC tất cả mũ 3. Vậy ở đây thì thầy sẽ cố gắng là thầy sẽ chứng minh biến đổi được vế trái thành vế vế phải đúng không ạ? Vậy bây giờ nhá, các bạn nhìn này, chúng ta có là EB chia cho CF đúng không ạ? Và các bạn lưu ý ở đây này, ở về bên phải chúng ta cố gắng là muốn xuất hiện ab chia ac đúng không ạ vậy thì thầy sẽ biến đổi cái eb và cf này làm cách nào đó để cho nó có xuất hiện được ab và ac đúng không ạ thế là cái eb nhé các bạn quan sát cái eb này được chưa? ạ? thì các bạn nhìn cái tam giác ahb tam giác ahb là tam giác vuông tại h và có he là đường cao đúng không? thì dẫn đến việc eb nó là hình chiếu của cạnh góc vuông hb thế nên chúng ta sẽ có công thức là hb bình thì sẽ bằng là eb nhân BA và từ đó các bạn suy ra được là EB nó sẽ bằng là BH bình chia cho AB đúng không ạ vậy ở đây chúng ta sẽ có thành là BH bình chia cho AB được chưa tương tự đối với CF mọi người nhìn này đó là CF nhé thì thầy sẽ xét tam giác vuông là tam giác AHC thì tam giác này là tam giác vuông tại H đồng thời có HF là đường đường cao đúng không thì dẫn đến việc CF nó sẽ là hình chiếu của cạnh góc vuông CH Vậy nên chúng ta sẽ có công thức là CH bình thì sẽ bằng là CF nhân CA. Và khi các bạn có điều đó thì các bạn sẽ có là CF nó sẽ bằng là CH bình chia cho AC. Được chưa? Vậy thầy sẽ có đây nó là CH bình chia cho AC. Được chưa? Và thầy viết lại nó một chút đúng không? Thầy viết lại nó sẽ thành là BH bình này trên AB. Đúng không? Và nhân với gì nhỉ? CH bình xin các bạn chỗ này nó sẽ là nhân với AC đúng không chia cho CH bình được chưa rồi ok vậy bây giờ chúng ta tiếp tục nhá thì ở đây chúng ta sẽ còn là gì thầy sẽ còn là AC chia cho AB nhân với BH bình trên CH bình được chưa thế bây giờ quan trọng là cái BH bình trên CH bình thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta chuyển nó theo AB và AC đúng không ạ bây giờ các bạn nhìn tiếp này cái bh bình thì các bạn nhìn này bh này lúc này chúng ta lại cho nó đóng vai trò là hình chiếu ở trong tam giác vuông abc đúng không ạ tại vì sao tại vì các bạn thấy là ah vuông góc với bc đúng không thì hb nó đóng vai trò là hình chiếu vậy cái hb này tôi có thể chuyển nó thành là ab bình chia cho bc đúng không ạ vậy bây giờ các bạn nhìn nhá cái bh này này thầy sẽ chuyển nó thành là ab bình chia cho bc chúng ta chuyển nó thành là ab bình chia cho bc đúng không ạ tất cả bình để cho các bạn trên thằng này tương tự thằng ch các bạn cũng làm công việc tương tự như vậy ch nó là hình chiếu của cạnh góc vuông ac trong tam giác abc vậy nên ch này nó sẽ bằng là ac bình chia cho bc vậy đây tôi sẽ có nó là ac bình chia cho bc tất cả bình đúng không ạ vậy bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục xử lý cái cụm này. Được chưa ạ? Vậy chúng ta sẽ có tiếp tục là gì? Thầy sẽ viết xuống góc bên dưới này nhá. Vậy các bạn sẽ có là cái AC nhân AB thì thầy cứ để kệ đấy đã. Chúng ta xử lý nó sau. Bây giờ quan trọng là thằng kia đúng không ạ? Vậy thầy sẽ viết lại thằng kia sẽ là AB mũ 4 đúng không? Trên BC bình phương. Đúng không? Và khi các bạn đem chia đôi cụm này thì các bạn sẽ nhân nghịch đảo và các bạn viết lại luôn thành là BC bình trên AC mũ 4. Được chưa? Vậy bây giờ các bạn nhìn thấy nhá Chúng ta có thể rút gọn được BC bình, BC bình hết này Đúng không ạ AB mũ 4 rút gọn với AB ở dưới này Thì chúng ta chỉ còn đây là AB mũ 3 thôi Còn AC bên trên này rút gọn với AC mũ 4 bên dưới Thì bên dưới còn AC mũ 3 Vậy kết quả là chúng ta sẽ còn là AB mũ 3 Trên AC mũ 3 Và cuối cùng chúng ta sẽ còn là AB chia cho AC Tất cả mũ 3 Đúng không ạ và cuối cùng thì chúng ta có điều phải chứng minh Chưa các bạn? Ok Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 5 đúng không ạ? Thì bài số 5 các bạn thấy là thầy cho 4 điểm và nó gồm 3 ý nhỏ đúng không? Thì hai ý đầu là mỗi ý một điểm. Còn cái ý số 3 thì là một cái bài toán tương đối là lớn đúng không ạ? Nó gồm lại gồm hai phần nhỏ trong cái phần số 3 này. Thì mỗi phần nhỏ này sẽ tương ứng với một điểm, được chưa các bạn? Thì thực ra cái cấu trúc đề thi của mỗi trường hoặc mỗi tỉnh nó sẽ có cái sự khác nhau đúng không? Có thể nó sẽ có thêm một số bài toán ứng dụng thực tế ở một số tỉnh thành phố Thế nên là ở đây thì thầy sẽ đưa ra cho các bạn Đó là một cái đề gọi là một cái đề chung thôi Nó có bao hàm đủ tất cả những cái phần chính ở trong nửa đầu học kỳ 1 mà các bạn cần quan tâm đúng không ạ? Vậy để làm được cái bài thi giữa kỳ cho tốt thì cái việc thứ nhất đó là thầy vẫn yêu cầu các bạn đó là các bạn phải có được những cái kiến thức nền tảng cơ bản đúng không ạ? kiến thức nền tảng cơ bản của các bạn chắc thì sau đó các bạn có thể luyện tập các dạng bài tập và khi các bạn thành thạo các dạng bài tập rồi thì chúng ta có thể làm tốt được bài kiểm tra đúng không nhưng tuy nhiên khi làm bài kiểm tra thì các bạn cố gắng các bạn làm thật cẩn thận và chúng ta không được làm ẩu làm tắt nhất là trong các bài tập tự luận đúng không tại vì chúng ta đang lớp 9 chúng ta phải chú ý rất nhiều về việc trình bày là một tiếp theo đó là cái việc tính toán thì mọi người cũng phải tính toán cẩn thận nhiều bạn thì làm rất là đúng đúng không ạ cách làm triển khai ok nhưng mà khi các bạn tính toán thì kết quả lại sai dẫn đến việc các bạn không được đầy đủ điểm của cái câu hỏi đó thì nó rất là phí đúng không ạ và cuối cùng đó là các bạn khi các bạn làm bài thì các bạn phải phân chia thời gian một cách hợp lý nếu mà các bạn thấy những câu hỏi mà nó quá khó các bạn chưa làm được thì các bạn không nên mất quá nhiều thời gian vào nó đúng không ạ mà các bạn nên làm những câu hỏi khác dễ hơn đúng không? Ví dụ các bạn đang làm một câu đại mà các bạn thấy là nó khó quá rồi thì các bạn đừng tiếp tục nó nữa các bạn có thể quay lại nó sau các bạn có thể chuyển sang các bạn làm những câu dễ ở phần hình trước đúng không ạ và các bạn cũng đừng mất thời gian quá nhiều vào câu hỏi cuối cùng tại vì thực ra câu hỏi cuối cùng thì cái mức độ điểm của nó không cao thường nó chỉ chiếm khoảng 0,5 cho đến một điểm thôi thì các bạn hãy lưu ý là chúng ta làm những cái phần dễ trước làm thật cẩn thận làm chính xác sau đó thì chúng ta sẽ tiến đến các cái phần nâng cao hơn nếu mà chúng ta còn thời gian thì như thế các bạn sẽ có được một cái số điểm tương đối là ổn cho cái bài thi giữa kỳ vậy thì đến đây thì thầy xin kết thúc cái buổi tư vấn học tập cho các bạn để các bạn thi giữa kỳ thì thầy chúc các bạn có một cái bài thi thật là tốt và như ý muốn xin cảm ơn các bạn